rộng trên 1 km, khuôn viên nhà văn hóa và xung quanh hồ nước. Sáng ngày 24 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình và đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã đến dự. Năm 2018, các cấp hội phụ nữ huyện Tân Lạc luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và công tác hội, thực hiện chủ đề năm 2018 về phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thành lập mới các mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho 2.946 hộ hội viên phụ nữ vay với số tiền trên 76 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Cuộc vận động 503 sạch được các cấp hội lồng ghép thực hiện gắn với phong trào phụ nữ Tân Lạc chung tay xây dựng nông thôn mới, tích cực triển khai, tuyên truyền vận động đến trẻ em thực hiện các tiêu chí, tập trung hướng dẫn thực hiện tiêu chí 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới. Kết quả, toàn huyện có 10.553 trên 13.450 hội viên đạt cả 8 tiêu chí, chiếm 78%. Các cơ sở hội trong toàn huyện đã giúp đỡ xây mới 305 nhà tiêu hợp vệ sinh và 90 hố rác tại gia.